Ông ông trưởng ban báo cáo bản tọa cái đảm bảo nghị tế vị sam na ca hay đọ vị ca chuẩn tới gồm sa mị vị ca bị cái lục khư sam phốn đảm bảo có cơ bản tọa ca tăng sum nút đai đọ chụp đảm đặng rọt pháp ni rụp ni. Je vous remercie monsieur le président. Sam code lục thiên. Nous nous en étions arrêtés monsieur de la partie civile, au moment où vous arrivez à sortir de la fosse et où vous, vous indiquez que vous avez pris ensuite le chemin de chez Tali. Et hier, à 11h29, vous dites que vous auriez mis, je vous cite, et j'ai ensuite marché jour et nuit jusqu'au village. Alors, en français, ce n'est pas sorti. Mais en Khmer, apparemment, ce que vous avez indiqué, c'est la commune de Chongkros. Et que vous êtes allé donc dans la maison de Tali. Est-ce que vous confirmez que vous avez mis un jour et une nuit pour arriver jusqu'à la maison de Tali? Est-ce que vous pouvez préciser à quel endroit cette maison se trouvait? Bạn nơi chân khúa đâu, nhưng chân khúa. Nhưng đo là anh chân khúa đâu mà, nó phải tập còn. Et est-ce que vous avez bien mis un jour et une nuit pour y arriver? Lúc bất chí đá ở mùi dục mùi thang ngay mình thế, nằm bây giờ đó bất chí đá lý. Bà mà nè. Je vous pose ces questions pour être bien précise parce que nous avons différents documents par rapport à votre récit. Et le premier document auquel je voudrais faire référence est le document E3-6695 qui est la partie B de votre formulaire de participation en tant que partie civile qui a été déposé devant les CETC. Ma première question, est-ce que vous vous souvenez que pour pouvoir être partie civile dans ce procès, vous avez eu à remplir, avec certainement l'aide de quelqu'un, un formulaire? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Bài bật nhóm xung tiếp đẳng lục sôi. Donc dans ce rapport, dans cette demande, mais voilà ce qui est indiqué. C'est donc le document que je viens de citer à l'ERN en français 0113 9 8 4 5, ERN en Khmer 00 5 6 1 3 5 0, et l'ERN en anglais 0 1 0 6 6 6 6 4. Voilà ce qui est indiqué dans ce formulaire. Vers 18h, je repris conscience, puis je marchais vers une forêt inondée au bord d'un lac. Je nageais pour me cacher au pied d'un mont en pleine forêt. Une semaine après seulement, j'ai trouvé un bateau pour aller me réfugier dans le village de Somrongsen en me nourrissant uniquement de liserons d'eau dans la jungle. Fin de citation. Donc dans ce formulaire, il n'y a pas de mention de votre séjour à Tali, chez Tali, pardon. Est-ce que vous confirmez que vous êtes bien allé chez Tali juste après avoir repris connaissance? Vous m'avez confirmé tout à l'heure que vous avez marché un jour et une nuit
pour arriver à la maison de Tali. Dans votre déclaration complémentaire E3-5631, qui a été faite avec votre avocate, à la page en français URN 00898372, URN en Khmer 00897514 et URN en anglais 00678292. Voilà ce qui est indiqué. Je cite, j'ai réussi à sortir de la tombe, c'est en toute fin de page en français, hein. J'ai réussi à sortir de la tombe et j'ai marché pendant une heure jusqu'à ce que j'arrive chez un Vietnamien, Monsieur Tali. Il m'a caché chez lui et sa famille, m'a aidé à soigner mes blessures. Je suis restée là cachée pendant environ 2 mois et demi. Donc ma question est la suivante. Est-ce que la bonne version est bien celle que vous avez indiquée à l'audience, à savoir que vous avez marché un jour et une nuit pour arriver à Tali, ou est-ce que c'est celle de votre déclaration complémentaire qui dit que vous auriez mis une heure pour arriver chez un Tali? Et est-ce que vous savez pourquoi, dans votre déclaration complémentaire, il y a marqué une heure? Dans le formulaire de partie civile que je vous ai cité tout à l'heure, E3-6695, il y a une mention du village qui sera a priori plutôt une commune de Samrongsen. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous êtes retrouvé dans cette commune de Samrongsen après avoir rejoint Tali ou en allant rejoindre Tali? Khi ba nơi tà ly nâng, ca nâng đò kê tà ly nâng có thư có thơ ôi xong mà ai dạ buôn phèm thay nâng á, buôn phèm thay. Ôi nhưng chia phát bị tiết có nâng. À, có thơ xong bọt hồi tư ba con tư sọc Việt Nam. Nhưng dân bây chúng ta lạc cho mong xa anh mình. Mong xa anh dụ cặp luôn nâng nâng bẩm bơ ngay. Bạn nhưng hai mà tiết có. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Samrongsen, c'est où? Parce que de ce que vous avez dit à l'audience, en rescapé de la fosse, vous allez directement chez Tali. Et moi, j'ai compris que vous restiez 2 mois et demi chez Tali. À quel moment est-ce que vous vous retrouvez à Samrongsen? Donc, si je comprends bien, Samrongsen, c'est quand vous allez en route pour prendre un bateau, c'est ça? Mais j'avais compris de votre déposition hier à l'audience que vous aviez pris d'abord le même bateau que la famille de Tali et que c'est
depuis ce bateau que vous avez ensuite été transféré sur le ferry. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, mais hier, lorsque vous avez répondu aux questions, on a compris que vous aviez pris le bateau de Tali. Et là, si je comprends votre déposition, c'est à Samarhansen que vous avez pris un ferry. Est-ce que vous pouvez expliquer ce point que je ne comprends pas bien? Et c'est Tali, vous dites, qui vous a donné un courrier pour une sorte de laissez-passer, c'est ce que je dois comprendre. J'ai compris tout à l'heure, là, vous avez parlé d'un courrier que Tali vous aurait remis ou vous aurait envoyé. De quel courrier s'agit-il? J'ai bien compris ce point. Le point sur lequel je voudrais une clarification, c'est ce courrier que vous dites avoir reçu de Tali. De quel courrier s'agissait-il? Vous dites avoir eu une lettre. Ok. Et vous m'avez indiqué que Tali était un citoyen ordinaire et il est indiqué que c'est un Vietnamien. Est-ce que nous sommes d'accord? Et le courrier dont vous venez de parler était donc un courrier permettant à l'ensemble de la famille de retourner au Vietnam. Cela voulait dire que Tali et sa famille avaient fait une demande en ce sens. Est-ce bien cela? Tali n'a pas de nom, mais il a fait une demande.
Dans le document, votre déclaration complémentaire, E3-5631, ERN en français 00898373, ERN en anglais 00678293 et ERN en khmer 00897515. Voilà ce qui est indiqué au sujet de la manière dont a été négociée la traversée du ferry. Voilà ce que vous dites. Le gouvernement vietnamien et les Khmer Rouges avaient convenu d'échanger du riz et du sel contre la traversée des Vietnamiens en toute sécurité jusqu'au Vietnam. Nous devions rester à proximité du bateau. Nous n'avions pas le droit d'aller n'importe où. Toutes les barques et tous les bateaux devaient faire escale au marché de Nick Long pendant 3 jours. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela à votre avocat? Nhóm mới đo nhận lương nữa. Bán khang ông ca khang mai với nó ao chụp mua ông ca Việt Nam đúng khi dây dùng bánh nhọn đăng tế bàn tay ao khiêm lang lưu cốt nó kiểu song khang kiểu họp ai họp nó nhưng họp nó nhưng cũng đăng má đấy hay lang lưu cốt nó cùi nghiêm nó đứng tư hay cái đồ co đồ bơi giống mình nhưng mình đăng đây đó cái hai chỗ sò lon nữa tôi sọc yun với nó bán ông ca khang sò lon Việt Nam nó cái dây tôi nhưng mà vậy lại cái tháng ao lúa ruộng đang đầm bay còn co mờ đi em đang tập phân nâng đi Nick Long s'est indiqué dans cette déclaration qu'il s'agit d'un marché. Est-ce que vous connaissiez ce marché auparavant? Nhưng mà thật score thì mẹ ơi nhưng cá lươn nâng ở dưới bên nâng tân tơ bên bàn phong nhưng đang có nhận lương nhập mình. Le ferry dans lequel vous avez embarqué, est-ce que vous savez si c'était un ferry qui avait l'habitude de transporter des personnes ou si c'était un ferry de marchandises? Cái những như mặt chạm bàn sờ lòng những đang sờ lòng đang đạ mình nâu hơi đạ ơi xây xây như mình đạ đi ở ban tập tư nó rua nó ôi nhưng đang tập bên nâng đi hoặc đang anh đi un dernier point sur votre déclaration E3-5631, vous avez confirmé à mon confrère hier que c'est un document qui vous avait été relu. Est-ce que vous avez pu éventuellement corriger les inexactitudes, s'il y en avait, dans la traduction qui vous a été faite? J'en ai terminé, Monsieur le Président. Mon confrère Khun Samyon a quelques brèves questions pour terminer. ខ្ញុំចង់សួរខ្លីៗទេតំបងខ្ញុំចង់សួរពីការទម្លាក់ក្របបែកតើលោកធ្លាប់បានឮទេក្នុងចន្លោះពេលពីឆ្នាំ76រហូតដល់ឆ្នាំ73នៅពេលដែលលោកនៅកំពង់លែងណាមុនពេលដែលលោកថាលោកចេញពីភូមិរស្័យបង្គួចមកខាងកំពង់ឆ្នាំងឯងលោកធ្លាប់មានឮការទម្លាក់ក្របបែកដោយយន្តហោះឬក៏ការបាញ់ក្របផ្លောင်ធំៗទេ Bà, sao mày nâng nhầm đăng à?
nhập năng na có bay nhập năng bỏ vì lừa cả ba không không vận tải xong nó chỉnh đai nữa không nhiều sơ cứu thông thông đã lơ mặn đã vô đây cặp không hay miên cả ba hoa màu đã có bay nhưng chôn đai có mày đang nhập năng và lúc chăm ban tha ca tầm lẹ cọ bay nó chả ăn phần nào nhận nhọ phần nào đấy ba nhóm đang tập phong nhóm nơi na tiếp chờ nhóm đang tập nơi phong nhóm nơi du du mau nhóm đặt pi bay của hợp tới và nhóm vậy nó cứ vậy nông thôn bỏ lô nó cái lại đây là lô ruộng nơi nắng thật ta cả tầm lẹ cọ bay nó nhức nhọp thế ca nhập đăng tập pi đong này tập pi đong bao nó không nhập tập pi đong nhập đăng nên tập pi đong bao cả bài bà mau cún cho lục đăng pi phum nơi cả bài phum lục đại thế miền ca tổng lệ cọ bài thế lư mày lư tu mày bàn tay mình đang mang khó lư tu nâng ca lư tu hối cho châu đại ơi hoặc đang xây tiết đi nâng đại ơi bà sư mạo cún lúc ai ban chạy rồi score hiệp khó khăn ní nông ca cột cồn rót ba nông phum rót bao lô rùi viên rót ba rót bao sa thiên rót khmai hay nâng rót របស់ខាងរណសេរូបរួមជាតិដែរទេលោកអាចបែងចែកពីក្រុមនឹងបានទេការខ្ញុំនឹងបែងចែកម្បានទេខ្ញុំពីទួចពេកហើយខ្ញុំខ្លាចទៅហ៊ានណាស់ខ្ញុំបានចែកបានទេខ្ញុំនឹងចាំអីខ្ញុំចាំបានបានថាបែងចែកបានបានទីពួកខ្ញុំខ្លាចហ៊ានផង và sự mặc quân ta cầm ma phi ba rư co mình trai đam biên ai sơn than giang đôi mặt đất đại lục bàn khơi nơi nông đồng bòn rồi bỏ lỗ nơi nông khum rồi bỏ lỗ ba khi mặt đằng càng đằng như mặt đằng và sự mặc quân tiết tôn tân nâng ai kia xa y bay lơ ha sập ra mũi xam sập mũi trong tầm bó tì mũi tặng bay phía xa khiêm ban đáp lư ca phát đo sẽ khai cam rồi bó lô còn lo máu tha lô ban chênh bì phùm rư xây bằng cuối mọc phùm gần đà nơi tì rung khẳng của bông chân nắng có bọn ta được nông ai cả xa ní lột lại tha lột trên bì phùm rồi xây bằng cuối tất cả phùm đà không đà nơi phùm cập rồi gặp phùm còn cạp để lột bằng hai gần lò màu chấn nhầm tròn xua tha ta mùi ná trong trời ta lột bàn màu khát còn phùm chân nắng nơi tì rùm khát còn phùm chân nắng nó phùm gần đà lăng tế rồi mùi còn lột từ phùm đà nó tay mà đòn nơi bì để trên bì phùm rồi xây bằng cuối ai xa mùi nó không nơi không có đa nó thầm thật đấy bà sư mẫu cún tiệm tôn tân nâng lăng tài để lục ban nỉ dây cần lò máu lục ai bình chạy pi tùm hôm nâng po bảo vệ ban thế ca nâng như mặt trăm ba thì bị buồn lăng tay nâng mai ơ khi mà có dây ta như lưu thương mai ơ khi mà dây thế bàn tay còn lẹ na lăng tay còn lẹ na à sao mặt lăng tay nâng thay na ca nâng nhưng đang tập phân nâng thế nhưng mà đang bỏ ấy bỏ ấy bản chứng biên này tha lục mình đại ban khơi lăng tay nâng tê cứ lục ban lư tam để dạ phong mà đại lục chỉ nhận prap lục
vì cả lẹ lăng tài nâng tài chân trâm trở tế. Ba thông thử lúc ban chơi tràn lực hai tiệt tôn nâng ca để lục ruột chụp chân bị phum nên bị sọc cầm phong lên chụp mũi nâng cua sa robot ta li lúc ban đo po đầm miên tha ta li chỉ nhẹ prap lúc bị po đầm miên đài chuyên chiết Việt Nam ai trở lập tới rồi Việt Nam vinh trong trong xua lục tha ta lục đăng po đầm miên đi chia lẽ cả nạ bộc cuốn tay chỉ muối ta lý tế rồi còn miên cả sọc sai chia xa thì là nạ đại lục ai đăng pi khang cai ban đại ban nhập đăng ban ta lý phép khi ông thế nhập đăng ta lý phép khi ông ta đăng ta bình đăng ta lục đăng rưỡi có ta lý miên pháp lục bị ca riêng chom chọc mua chìm môn đầm bay từ làng xà láng đại lục như dây thà chia xà láng rưỡi có chia xà lóng nơi phnom penh nó đại tế miên ca riêng chom chìm môn đại tế bà ọt đi bà xong ọt cún chẳng miền này tha ca lăng chi sở lòng nâng ai thể chuôn chiết Việt Nam cứ ai mọc lăng chi sở lòng nâu Phnom Penh đại lục mình chạy tha nâu tình lệ buồn mục tàn chẳng trăm trái tế ba thẩm thử ba sùng bảo cún nếu bây đại lục mặc đo tuần lễ buồn mục lục miên ban làng ngọn lửa cột đại thế à thế nhưng kịp tu kịp tu tuần lễ nữa kịp ai sờ lóng nó lang mà nhưng mà lang được cục ấy ba bà lục ai mình chạy ban tết tha miên tu nè na kha tết đây nơi chung vinh sờ lóng nắng ba nhưng khen tu chở nó đang tu na nó nhưng chả làm bán đang tu na tu chở lục ai bình chạy vì ti tăng chạy lẹ ban thế tha cần lấy nát đã chỉ cần lấy để lục lang lừ sờ lòng nứng nử tuần lễ buồn bục nứng ti tăng chạy lẹ lục ai prap ban thế nhưng chẳng năm ban ban nhưng mình đăng kia hai nữa smooth iphone có cả đa nữa tuần lễ buồn bục mình có cả đa mũi nữa kia đăng kia hai chẳng mấy nhưng mà đăng bạn đang cái đạn mua nó đang mua mít nhưng mà đang chọn nơi chăm cái đá có không chứng tam ở vậy đại lộ miền bắc sa bánh bánh này cứ sờ lăng nó cứ chọn nơi lứ nơi chọn đường cỏ mình bên chọn nơi này hàng đầy tề bài than nơi tôi hàng mục ra bom đi chụp vàng tan chân bên thế ba thăm thử ba sùng ọc cún nếu bây giờ lục lang từ đó lư sờ lòng lục khơi miên mà nuôi bò mạn nữa nơi không nông
chớn na đôi ta nhôm hai thế bàn tay dương hộp ban như hai ta hà học sập nhẹ thế hai nhôm la kiếm tay kiếm ai ta hà học sập nhẹ thế bà sầm ở cún lớp nhôm trong bên chợ ông pi sờ lòng rồi có sờ lang nè lúc trăm pi tùm hôm rồi có prop chia bờ vai bờ đau ấy cầm pua ban thế ắt chăm ban đi, ắt chăm ban, tới từng phần man, tới đôi man, tới chơi man, ắt ắt chăm ban. Lúc ai phải hai ban thế? Mà toàn chơi. Hai long đứng đuôi chân long, cái đặt đây sẵn hồi ngày, bàn tay nên lơ mơ mà. Lúc ai riêng rộp thì trung trí bảo vía tha mềm miên trình trang bằng bất rư cơ chìa phục hết chìa tu chìa xà láng chìa tu kìa hai ta tu chùm lón rư cơ phục hết chìa xà láng đai xàm rạp tiên ô kapa lo chìa đàm lúc ai bệnh chạy bắn chìa phục hết ở vầy đấy để lúc hai ta xà láng rư cơ xà láng nâng nhưng bạn che nơi khối nó mình tập mô tham mặc nát khối đây bạn đàn mục ấy ọt miên ấy nhưng đang tập phân đang miên sành nhà chia so rồi có tung chia đây tế nhưng đang thả lục mình che so không ai tế bạn tài ai lục trăm vì tung chia rồi có với đại chia sành nhà sầm rạp sầm con lừa lừa sầm lang đang đây tế ca nâng nhưng hụt bị ngoa phải nhưng mà đã chặt thấy chừng năm thùng chơi hay chừng năm hướng từ so thì nhỏ ban tục chặt là được bà sầm ao cồn nơi pê đầy lục tự đo nhẹ lương lục tha cái ban ao lục tranh pi sà lang nắng hai còn miên ca chừng chun ẩm bơ nâng ẩm cò chỉ gặp tê sà lang mày tháp tê ai văn lục đăng pi chùm nuôn rứ co tùng chia tùng nguồn sà róc ai bà hạ bà hai nơi tùng nguồn chia ẩm bơ rứ co chia ẩm co nâng chùm nuôn bần na ban tê nơi pê nâng bà nhôm chân năm bần ban đi vì phục nhôm chân nôm mà bà này bán được đuôi nhôm phải học chân này thả nhôm lang lưỡi câu của cái họp của giai cái ao châu sầu long chân tay đang từ tay chân mong bà sầu mà cún lúc miếng khơi mình trầy tiếng pi sầu long nắng bà này thả tiếng sầu long khang Việt Nam tiếng sầu long khang Khmer miếng ca bị phe xa khnì rồi có căn lịch khẩn sanh ấy nằm bay đọt đồ khnì nằm bay chơi khnì đại thế nơi pe nắng bà nhà mặt khê bà sầm mà cún nếu pe đại lục tự đo nhận lương nừng ta lục khơi miền tu chuyên chiết Việt Nam đó tây tiên mọc đo thay thay tiết tế đam bay lang từ lương gặp bao để từ tranh đồng nào bị nhận lương từ châu động mà miền khê ban là nhôm chừng năm hơn tết chứ nhôm chừng năm bán bà phai mà phi tu sam sắp tu ấy nữa mà mau bị khỏi khi không bà sầm ao cún chắc nè đây chi tu mau chuột lột nơi lạnh sầu long nơi nè lương nắng láng nơi lưới cặp báo chỉ môi lột đài tăng chân trăm trái thế à
nhưng mà khi cho tụng nên cũng phía xa kia đó, phía xa trong khang đó. Ai khi ông lang sờ cái chun nhầm tư châu đốc quý. Bà ở cún. Nước bên đại lục từ đo ở tiền Việt Nam. Lục ai bên chợ ban tê tha lục ruộng nữ nông ti tăng cả lại ná hai thận nằm cả cột cột dạng đôi mà đánh. Nhóm nơi xã Tam Nông nơi nâng nâng kia hồn ao nhóm làng xã hiện xã Tam Nông ấy khi trong nhóm bẩm bờ ngay nơi xã hiện nâng cái ban cái sinh nhê một ấy cái ban cái chun từ tức chu tức phật ban tương tương hai tức chu ấy cái ao nơi nâng. Cà ruột nâu, cái lãi nâu vì chìa cà ruột nâu lì lòng chìa môi nâng bộ rạch Việt Nam đó tây tiết rư có chìa chùm rung bà mô bà đông đại miên nẹ bì Campuchia tờ. Nâu chùm rung Việt Nam đặt chùm rung xê nhắng, bác mình nâu chùm môi khang Việt Nam của ông chẳng bác đặt chùm rung xê nhắng. Bà sẽ mọc cún. Lúc nơi tí nụ rô hốt đó chẳng năm 80p. Tại mà đó rồi có lộ miền ca pháp đô tí gần lại rô nơi đó bên nụ. Mà nhìn bếp, bếp ơi thóng, không ăn miền mai ơi mà đai đi, ăn miền bong phổ ôn chất nhất đi. Nhưng mình tầm mình lấy khi ông đi. Hay khi ông thưa ca mà nhìn tư, việc bây ok đi. Bà xâm nua rồi bọc nhóm xua tha ta lúc nơi cả lãnh chùm rung đại kỳ đạo ở lúc nơi mà đông nó rồi hốt tăng bị chân nam chất sắp rám đòi chân nam bạc sắp bì nó rưu gò lúc miên ca phá phá đô ti cả lãnh rùa nơi đại kỳ nông chân lọc bê nâng. Nhóm nơi chùm rung nâng mai bàn tay chùm tao không kê nâng xì xua kê bắt ai nhóm ăn ơi chùm rung nâng tiết ấy nhóm thư tao việc ở bây ok ấy nhóm đăng tao việc ở bây ấy đăng. Lúc từ khi có bấy lúc từ lọc màu sẵn nơi không chùm rộng nơi vinh tế rồi mới có lúc mình chô không chùm rộng nơi vinh tế. Nhưng từ việc có bấy kia quý mà sẵn năm chẳng mong nơi tiết kịp đó mà sẵn năm chẳng cái ôi mà phi tao sợ mà năm chẳng mà phi tao sợ khó ao bay play nhưng đăng tài phân năng đi nhưng mà miền ấy cả mấy nhóm nhóm nơi chấm rôm mưa kia với ta bà sợ mà cún lục miền khởi như rồi còn chuột chun chiết Việt Nam rồi còn nhẹ nát đại trời kia bình chun pi Campuchia tới nơi nông chấm rôm nông đại tế nông chấm lọp về đại lục nơi nông vật tế Việt Nam á. Nhóm tới việc ở bây ok khi nơi bước kia nhóm ở bàn màu tới nà thì nhóm đang thấy bàn tàn lưu đuôi tha bọn Việt Nam nơi bởi tê khổm nâng nơi muôn nhóm nâng cái tháng của ai màu chở nà bàn cái ao tư khát ni mùi ở hơi cái chai thì tam khai ớ nhóm lưu tạ tạp bàn nâng nhóm bàn lấy nhóm ớt khơi. Chúng ta mà vậy đại lộ miền bà xa hầm bánh mấy nít cứ thà miên nẹ đại mọc bì Campuchia tại đó nó chùm rộm nâng môn lộ toàn chân trông trời thế. Ở đây màu miên khi ông ta môn kê thằng ốc màu nâng cái đại chùm rộm nâng môn kê thằng ốc nhưng mà mình đang môn kê nâng chùm rộm nâng. Bà, chẳng bài thà lúc tới đó chùm rung nâng môn kế hai miên nẹ mọc bần to tiệt vì tam cõi lộ. Tàn chân trong tới thế. Bà, thâm thở đây. Bà, xong mọc cún, lúc bà thiến, nhóm ọ xong đùa. Bà, ọ cún hay
lục trường giang chết chỉ trong cõi này lục ai thay như điệp rộp prap đo ong sạm nạc ca đắp ẩm pi rương hết tiếng lái bịa pon tận nâng bắt ốc cất để trở bàn chọt bạc cắn lời chun chọp chọt tiếng pi rụp nôn chia nâng khiêu tâm phón đài bàn pa pol nhập bộ lục nâng không rộp bọp cam bạc chia bạc chia thập bạc tay ngày thì đọc ẩm pi mê xa chân nằm bọn bạc chất thập prám lâu đó ngày thì bẩm mùi khai mẹ gà ra chân nằm bọn bạc chất thập bẩm bốn đài nòm oi lục đăng xong tăng khôn chạy đầm và đăng rắp vào nếp đăng tìm tiền tầm nòng cho người chất nâng chia sẻ mùa phép vì dùng đập cháu nâng sự than đập phép nhất là cầm đại miên trong bộ lục chỉ át cơ ca khôi khát riêng cai xong mà rẹp lời chất nâng chìa phò bị bạc đại to bị bọt đọc rất chìa phép là cầm tòa khôn nâng bàn cao miên bất bộ cót là hốt đào sọc ngày ni và sân bà lục miên bầm nòng thay riêng rộp được chân này xong chơi. Trong tâm lục thiên riệp rập dây bệ thiên dây ao đoan tin ao nhâm du mà nhâm sập bản toàn lục miền sét nong niệm thân nạn lục chi đa mà đang rập vào vị ni được nong rừng cái đấy cứ ni cứ lục ai chỉ thay địa rập bằng pi than đập hiệp chiết nạn cam tiền lai để lục ban chu bật tia được nong là bỏ cam bật chia bị chia thập bật tay để ban nom ai lục tăng thôn chỉ đa mà đang rập vào vị ni สถานภาพสัญญาณกรรมหรืออันตรายได้มีการมีอยู่พวกโลกนั่นคือมีจิตอาโดยคอยคาดข้างเรียงกายคอยคาดข้างสัมบริยะหรือกับพลอยจัดเฮ้ยจีปัจจัยหรือกับจีพอลวิบะตัวพิบัติอกรัตได้เจี๊ยบสัญญาณกรรมตัวครุ่นนั่งการมีปัจจุบันโหดเอาสอบทางไงนี่เปียกป้อนเตือนนั่งบัดอกรัตได้ตระบาลเจาะประกันเลยจุนจบยาวจากปีรูปนวลชีนั่งเคียงสมพรเนื้อขนมระบบอ่ำล่องในระบบการปิจิตปัจจัยดอมเปิลเมซาจิตประพรำดอทางไงที่ผมมุ้ยใครแม้กระไรจะถือผมบุญบัตรสันบัลลุกทลายยิบมีบ่มน้องทลายยิบรอบอัมพีตุกทอกเป็นตัวนี้บัตรลูกได้ยิบมุกอองจมแบบนี้ลูกอาจช่วยตัวบ้านนะดูยิบรอบเราเห็นช่องจ้องใจได้นุ่ยซัวก็ซุ่มซัวก็มาดองซัวก็đối chỉ rương nhóm nông vi tình niên mai ơi nhóm cho chấp ngọt ăn miên bong ôn thôi tầm đẹp nhóm nhóm vi tình niên hay nhóm là buôn lưu cả ba cái nhóm tiền nhóm vi tình liên đó nha hay con bởi ti ho thang con thương chẳng con vi tình niên đôi không chẳng thế trong suốt vẫn đang làm được tiền ยังไม่ได้ทานลูกมันทลายเรียบร้อยปกติคือลูกสมตังสมนู้จมูกจุนจบเจ้าตั้งปีรูปได้มีคลำซาโดยได้ลูกบานเรียบร้อยมาบันบันนี่อันจังแมนดีมาเถอะยังลูกไปถิ่นมาออกก้นลูกยื่นอย่างแจ๊ดองยมเรียสมยมเรียบลูกทานในขนมสามนาคากาปิทไงที่ผมใบใครเมกราชนำปีปอนต์ดับรัมมันต่อปีองยมเรียบานสดับจนจบเจ้าตั้งปีรูปได้ชลอยเหมือนเจ้าได้ครวนกวดเรศาสุดในสิ่งมันชลอยตอบแต่หนึ่งสมดูให้องยมเรียก็บานกวดสมกวาธาจนจบเจ้าตั้งปีเนี้ยเนื้อแต่เรศาจมพอระบกครวนมันต่ออันวัดสุดในสิ่งมันชลอยตอบเลือกเลนแต่หนึ่งระหดดอกปีน้าได้องยมเรียตลาดบุ้งตัวบานพอระเมียนเจ้าฉบับเซนเจ็ดปีจนจบเจ้าหรือปีสหมิตรวิกาเปียกใดเอาจนจบเจ้าไอ้ในขนมสามนาคาทางไอ้นุ่งอ่องอย่างไรบานกับน็อตเอาไอ้ชุนจบเจ้าหนึ่งหรือสามิตรวิกาปิกระไดบอกชุนจบเจ้าเมียนกาตัวตัวโคตรขนมกาชุดดมนังหมดอ่องอย่างไรไอ้ต้นปีเบลีหนึ่งมีประสันตะเพียบประสันบอกชุนจบเจ้าอาทำไรเลยบังสุดในเสียมในลายท็อปไอ้ยูโรพร้อมลายท็อปหนึ่งสมนู้ได้อ่องอย่างไรหรือกับพี่กีเปียปอนนึกดมนาคานามุ้ยในการจำนาคาในเตปิธีสามนาคาไอ้ละคนมาดาวเป็นนิสองจุ่มเรียมันตอนมาตัดตัวดมนังปีกาพลัดพอดูจุ่มห่อระบบจนจบเจ้าตั้งปีรูปปีกาและมองสุดเนื้อเงี้ยมันลอยตบเมื่อกี้กายุโรปรอมลอยตบนังสำนัวลอยเนื้อลอยตีโดยเช่นเนี่ยกาประกันจุ่มห่อเนื้อเงี้ยมันลอยตบนิสองจุ่มเรียมันเมียนระดับเพียบขนมกาบังข้อมไอ้กวาดลอยตบนังสำนัวบอลลูตีนี่ตามฉบับอบตก็โดยเฉพาะฉบับเชียดถึงฉบับอันตรายได้องจำได้ออกก้นโลกเกจึงยังใช้ยังไม่เจอ
bạn ở sùng group lục thiên khi ông hiện xa cho mùi mê tử vi lì má nguyễn mời tới hạ đôi chia lục đàm bận đằng rót với nhí bận ban du làm pi sệt lục bá thiên an nhạt ai còn để dây làm pi che sạ cam rồi còn bận ban du làm pi ở vây để lục bá thiên ban đào ca quạt để dây hơi lục sợi lima nguyễn trong sạ sôm lục bá thiên an nhạt đào ca hải còn để dây làm pi che sạ cam đi mà đào tiết cầm bát tay môn nâng anh nhạt ở quật ở địa điểm phía sân cam lục ở cả nhà li mang viếng trong sôm ở địa bên bay nhiệt tì đầm bay từ trời trong mùi côn cái đây đầm bay ở quật vô làm pi quạ cam vật thổ địa bàn chỉ bán luôn hơi trong phật thành địa chỉ bảy nhà sầm khăn hơi chỉ bên trong cao để còn miền ở cả châu nông sao vật cả này sôm lục bờ thiên anh nhạt ông chấm đấy mình anh nhạt tí ông chấm đấy xua mình chạy cho bạn lo hơi bờ lục trong này non con cái bờ lục cứ này non môn pi làm nà cá sạm nà cá dược bản xua pi đòn hời ông chấm đây ông quân nên lục trường giang chết sạm nà cá sắp đáp khay cam nâng cá thay như điệp rob bằng pi túc sau bên tiền đi nâng than được phía trên đã cam hoặc thần nã chế đam mà đang gặp bên ý đại lục bàn đã đặt phía sông tăng việc lon đam mà đang gặp bên ý nước bàn ti đó thì mình chọn hời hay tập khay cam ở lốt nâng ai luôn phía cái tiên nâng cá xoay đầu cá bất nâng được cái đây nè hay vật miền bắc lục nơi ông vợ to con ấy lên miền phía chậm mai chết hời lục ai bơ tập lập từ căn đồng nước than rồi có cô đang nát đại lục miền bắc non trong tây ban hời sông lục miền sọc phía bắc ló chuột tre tầm nàng ló nước ban sạc đây sọc sạc đây chậm rần một tre tập ba tập lá cá tập luôn chậm mùi nước bọc lực nơi ông có phía con phía sạc xây đường đệ chậm nén nông ca chun lục chương giang két bơ tập lập từ căn đồng nước than rồi có cô đang nát đại con miền bắc non trong tây ban hời hay to từ tiện đi ông chậm đây thưa sạm nà ca sắp đặt tập khay cam sạc xây đại miền hà sơn niêm PTCW buồn đôi sai tập ram hay bọc ai một tre tập ba tập lá cá có hành chương xây đền miền hạ dân niêm PTCW buồn đôi sai tập ram chôn một căn cái lái đo cái cắm nơi khăn ông bắt túc sạm nà ca số đây lục xạ sấy ta lục chung mùa ấy có mà toàn thoại top lục xạ sấy lục rung chăm các bà microphone phát bạc cá đã oi thịnh nhà phương cửa hôm nước từ propon đồng nào ca này ca dòng lấy bật lục chạy chạy từ phía kỳ phía quán chìa bởi xét tất đó nè bỏ prai phía xá bỏ prai phía xá dòng lấy bật lục nâng chìa bay phía xá chìa bì phía xá tiết cứ ông lê hay nâng phía xá bà răng nè ta lục mùa ấy xạ xấy mà
ឈ្មោះព្រំសរុន Lúc trời chia thăm bà răng, thăm nà đè, bọn bùn rơi bà mang đè. Lúc lại bàn tí, tại lúc cao nơi thăm bọn bùn rơi bà mang. Ai chạy đây nhà lấy cho năm đi, lúc ai dụ bà màn hỡi? Chất sắp buôn cho năm. Bà ở quân hay lúc phùm xà rốn, thì cái này cầm nát bà lúc cao nơi thì cái này ná? Nào phùm cơ bơ khẳng chơn khung phnom sân phâu sọc bà non. Cho tì lùm nơi bà chạm bọn bà lô ta lô rô nơi tì cà lai ná. Nào phùm cơ bơ khẳng chơn thân đài sọc bà nai bà nhông. Cho bánh bạch chạm bọn nâu nâng ấy. Hay lúc bà có một bộ ấy thật một ngày ní? Thưa sài. Bà ở quân hay ở phúc bằng cao bà lúc chung mùa ấy, mà đai bằng cao bà lúc chung mùa ấy? Bù prum sinh phuông. Đài. Cho bà bốn bà lúc cho mùa ấy hay lúc mình con bọn mạng nhé. Mên bàm bình nè. Chúng mùa bị bong chúng mùa sốc khà. Bà bốn bà lúc cho mùa ấy. Nhà em nương. Lúc prum sở rốn tam rô bài cao bọc làm chi xạm lạc ca cao bị bực mình tha tam tạm mặt áp hiếp đầy lúc ai đấng cứ tha lúc mình miên chuộp chùm nông nhiệt hất được gọi nhiệt cuốn chùm mình đừng chùm chọp chọp tặng bí rụp nguồn chìa nâng khương dòng phòn tì hãy có miên mình miên chùm nông nhiệt lọ hất được gọi nhiệt cuốn chùm mình đừng bọc cô tặng lái đại trái tờ tùa dốc chìa phía kì đà mà đang rập ở bên nông tòa nông rương đây ní đè ta bất mẹn đại tí. Nhưng mình đã tiện tuông skull thế. Mình đã skull vô đại này không? Mình skull môi bằng ta nhiệt lộ hất. Bạn đây thay mình nhiệt lộ hất ấy mình cao phẹp bọn được ở đây tam nơi ta lạc ở đây nít đại thế. Hắn miền phẹp bọn ấy thế. Ta lúc bạn phơ tập bọt nếu môn chôl mò căn lấy bọt khai cam để dụng mục ông nhập đẹp nếp bên ní. Bạn sẽ bọt ơi mà xoan mình.
ក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៃចំពោះមុខអង្គជំរះអំពីសិទ្ធលោកព្រំសរុនក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្នាការនៃចំពោះមុខអង្គជំរះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធមិនធ្វើតែខ័យកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯង អំពីករណីយកិច្ចលោកព្រំសរុននោះនាមលោកជាសាក្សីនៅចំពោះមុខអង្គជំរះលោកត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីរីចក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបរបស់លោករឺការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដោយយើងប្រាប់អំពីនិស្សិតរួចមកហើយអំបីមិញនេះហើយក្នុងឋានៈជាសាក្សីត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិត ដែលលោកបានដឹងបានលឺបានឃើញបានចងចាំឬមានធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬក៏ធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុនៅហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬចក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកប្រុមសរុនតើលោកធ្លាប់ផ្ដល់ទៅខិកម្មឬផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកធ្វើសង្កេតនៃការចល័យសហចក្រមធ្វើសង្កេតដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ហើយបើសិនបើធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅទីកន្លែងណានៅពេលណាតែហើយធ្វើម្កដងដែរនៅភូមិខ្ញុំធ្វើសង្កេតអំពីខ្ញុំដឹងថាតដៅហើយកូនកើតនឹងគេវាយចោលក្នុង คุมพนมปูโอเคหาวมาประชุมบ่าอกุนให้ลูกจําให้ถ้าการធ្វើนั้นធ្វើនៅពេលណាដែរឆ្នាំដែរដោះបានឆ្នាំអីទេការធ្វើសម្ភារតែលោកធ្វើសម្ភារតែលោកធ្វើឆ្នាំណាមុនប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនៅឬឆ្នាំ 2005ដែរលោកចាំទេភ្លេចអស់បាទមិនចាំក៏មិនអីដែរហើយនៅមុនពេលចូលមកចំពោះមុខអញ្ញរះនៅពេលនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬបានអានឬក៏ស្ដាប់ ការអានឲ្យស្ដាប់នៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីពេលមុននៅនឹងភូមិកំណើតរបស់លោកឬក៏កន្លែងដែលលោករស់នៅសពថ្ងៃនេះរបស់អ្នកសើបអង្កេតនៃកាយឡៃថាចក្រមសើបអង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេលេចអស់ហើយយូរណាស់ដែរហើយលោកចែសអទេ ចេះអសតែមើលមិនដាច់ទេឥឡូវនេះវិញអស់ហើយលោកបានទៅគេអានកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីពេលមុននោះនៅផ្ទះរបស់លោកហ្នឹងឲ្យលោកស្ដាប់ទេកាលពីម្សិលមិញឬក៏កាលពីមុនចូលមកចំពោះមុខអង្គជំរះនៅពេលនេះតើលោកធ្លាប់បានគេស្ដាប់គេអានឯកសារហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ឡើងវិញទេ ប្រព័ន្ធខ្ញុំអានបើនៅវាភ្លេចអស់បាត់ហើយមិនចាំបាទអរគុណលោកព្រំសរុនឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយហើយអង្គនិមិត្តប្រកាសសម្រាប់រយៈពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញជួបវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនិងរួមរាល់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងលំពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះនៅវិលាម៉ោង 1 កន្លះរសៀលនេះហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីឃុំឃាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រុមសាក់សម្មនាការនេះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសម្មនាការនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះ